Em chào anh ạ. Chào anh. Hôm nay em xuống em muốn ghi lại hình ảnh của anh về quá trình anh điều trị khỏi bệnh thuốc. Trước tiên, anh cho em biết về họ tên, địa chỉ, quê quán anh đang ở đâu? Mình tên là Nguyễn Chí Hải, hiện tại đang ở Văn Đông, Tảo Dương Văn, Đứng Hòa, Hà Nội. Dạ. Anh nói cho em đôi lời con đường điều trị bệnh của anh như nào? Mình uống thuốc ở nhà thuốc là từ năm mình bị bệnh là từ năm 2008. Dạ vâng. Và uống thuốc đi viện tỉnh nằm anh đau như nào mà anh đi viện để kiểm tra? Mình đầu tiên là đi làm thì bị đau. Đầu tiên nó chỉ gọi là cúi xuống đau đấy. Cúi xuống đau xong rồi lên viện Vân Đình xong rồi chụp thì nó bảo là bị thần kinh tọa. Dạ vâng. Châm cứu một tuần thì trong bắt đầu giờ châm cứu anh có giảm không? Châm cứu không. Vâng. Đau lên, châm cứu trong quá trình châm cứu thì đau lên. Dạ vâng. Đau lên xong rồi đi ra ngoài viện tỉnh thì người ta đã ra ngoài Việt Đức. Dạ. Việt Đức nằm điều trị ở viện tỉnh nhưng mà lại ra Việt Đức chụp cái cộng hưởng từ đấy. Dạ. Thì về nó bảo là thoát vị đĩa đệm L3 đốt. Dạ. L4 L5 S1. Vâng. Anh kể cái tỉ mỉ cái triệu chứng đau của anh, lúc đau có nặng không? Lúc đau thì có nghĩa là chỉ có ngồi được một lúc mà nằm thôi. Vâng. Còn không đi được, đi là cứ giật ngửa ra đằng sau. Vâng. Ngã không đi được. Cơn đau nó lan tỏa như nào? Cơn đau thì nó có đau triền miên suốt. Vâng. Anh đau kéo dài bao thời gian? Đau nó vào khoảng gần một tháng. Gần một tháng. Gần một tháng. Trong đó anh đau nhiều như vậy, đi lại có phải chống gậy không? Nói chung là đi là phải có người dìu. Dìu. Đi phải có người dìu không gần không gần một tháng đúng không? Gần một tháng. Mọi sinh hoạt là phải có người trợ giúp. Mọi sinh hoạt đi lại là phải có người. Vâng. Sau khi anh biết bệnh như vậy thì anh có đi điều trị tiếp ở đâu không? Trong quá trình ở viện về thì nằm ở viện gần một tháng, thì về thì có đi chữa ở ngoài một tháng. Anh nằm ở viện điều trị có thuyên giảm nhiều không? Không, đau lên, càng ngày càng đau lên. Dạ vâng. Thì xong rồi quay về điều trị ở bên ngoài ở Hà Đông thì được một tháng, gần một tháng. Vâng. Xong rồi thấy người mách là anh điều trị ở Hà Đông thì những pháp như nào? Chỉ có nắn thôi. Nắn. Thế còn chị uống thuốc không? Không uống thuốc. Không uống thuốc. Trong gần một tháng là không giảm không? Gần một tháng thì nó chung là nó cũng gọi hơi đỡ một tí. Vâng. Xong rồi quay về lên nhà anh ấy. Vâng. Sau khi đến nhà thuốc chúng em thì được nhà thuốc em điều trị những pháp như nào? Thì lúc đầu tiên lên thì bác ấy bảo là cái này phải đắp mà cách 3 ngày một miếng. Vâng. 3 ngày một miếng thì mình đắp 5 miếng. Xong rồi sau 5 miếng là uống thuốc. Vâng. Mới đầu anh uống thuốc bệnh tình của anh nó đau lên hay là giảm luôn? Thì lúc đầu tiên là uống thì sau uống được ngày đầu tiên sang đến ngày thứ hai, ngày thứ ba là bắt đầu đau. Đau đến 2 hôm sau thì là bắt đầu giảm dần. Anh uống tổng cộng của nhà thuốc thì bao nhiêu tháng anh khỏi hoàn toàn? Bây giờ nói chung là chắc nó không nhớ được chính xác là bao nhiêu nhưng mà chắc nó khoảng 3-4 tháng gì đấy. 3-4 tháng. Anh điều trị nhà thuốc thì thời đó là bố em làm đúng không? Đúng rồi. Tưởng là thuốc đắp thuốc này và cho uống thuốc. Đúng rồi. Mới đầu bệnh đau lên sau giảm dần. Đúng rồi. Từ đó nay anh khỏi được bao nhiêu năm rồi? Từ năm 2008 đến 2019, năm nay là 11 năm rồi. 11 năm. Trong suốt 11 năm đó anh điều trị bất cứ loại thuốc nào khác ngoài thuốc của nhà thuốc không? Không. Vâng. Không có thuốc nào khác. Hiện tại anh đi làm việc bình thường chưa? Vẫn bình thường. Vâng. Nghề nghiệp anh là làm nghề gì? Lái xe. Vâng. Lái xe bây giờ hàng ngày chạy xe bình thường nhỉ? Bình thường. Không còn đau đớn gì? Không. Em hỏi câu tỉ mỉ hơn là lúc đó anh đau nhiều như vậy thì đi chụp chiếu ở viện có chỉ định của anh là mổ hay mổ không? Có lúc nằm ở ngoài viện tỉnh đấy là hai vợ chồng là ký giấy mổ rồi chứ. Dạ vâng. Có thì ông chú ông ấy làm ở trong đấy. Dạ. Thì ông ấy khuyên ông bảo không mổ. Dạ. Thì lại sáng sau thì gần đến giờ mổ thì hai vợ chồng lại bảo không mổ nữa. Dạ vâng. Xin về. Xin về đi chữa ngoài. Ngày trước anh lên nhà thuốc thì cơ chỗ nào anh biết nhà thuốc chúng em? Nói chung chả nhớ được. Vâng. Không nhớ được, nói chung là lúc mình có bệnh thì ai mách đâu thì đi đấy thôi. Dạ vâng. Bởi vì là cái thời đó là bố em làm mà anh đúng đi rồi. Bệnh rất là lâu rồi. Lâu rồi. Vâng. Anh đau nhiều như vậy trong suốt thời gian ngày trước bị bệnh nặng ấy thì tư tưởng anh có, tâm lý anh có cảm giác có chán nản nhiều không? Nói chung là lúc đấy suy nghĩ thì chán lắm. Dạ vâng. Bởi vì là
Chẳng như là ăn thì ăn uống thì nói chung là đã kém rồi, đau đi lại không đi lại được, chán lắm. Dạ, vâng. Mà lúc ấy chân nó có một bên chân tám, một bên chân 10, chân anh, một bên chân nó còn teo rồi. Anh teo chân bên nào nhỉ? Teo chân bên trái. Vâng. Đi lại đó phải đi dìu. Đi dìu mà đi lệch người. Đi lệch người. Dạ. Lúc đó thì ai là người chăm anh thường xuyên? Vợ, hai vợ chồng rồi. Dạ vâng. Lúc đấy 2008 là mới được đẻ được một đứa. Dạ vâng. Hiện tại anh được mấy cháu rồi? Ba cháu. Ngày trước là mình làm ở dưới xi măng Tiên Sơn. Xong rồi quay về vẫn đi làm ở dưới xi măng Tiên Sơn à? Vẫn lao động lặng bình thường mà. Bây giờ hiện tại anh làm việc bình thường chưa? Bình thường. Trong suốt 11 năm qua vẫn bình thường. Bình thường không còn đau nữa. Không. Hôm nay em muốn xin lại hình ảnh của anh. Anh có cảm nhận nhà thuốc em điều trị bệnh thoát vị đệm cho anh có hiệu quả không? Nói chung là cái bệnh của mình thì là rất là nặng, nhưng mà mình lên với nhà thuốc thì trong cái quá trình điều trị đấy thì cái số nói chung là thuốc đấy là rất là tốt. Dạ, thì trong mình sau khi uống vừa điều trị đắp đấy thì là có hiệu quả. Dạ vâng. 11 năm qua anh làm việc bình thường kìa. Làm việc bình thường không thấy không còn đau đớn gì. Nói chung là khoảng độ 6 năm nay là mình trước là lao động nặng bình thường thì vô tư, nhưng mà trong khoảng 6 năm nay mình lái xe khoảng 6 năm. Dạ vâng. 6 năm thì ngồi nhiều, thì hiện tại như bây giờ là nói chung là thời tiết thay đổi là nó có hơi mỏi mỏi một tí. Chứ là những cái đấy thì mình người bình thường cũng bị chứ không phải là mà... Cái đấy thì anh kết hợp anh hàng ngày đang đu xà cho em à? Có, thỉnh thoảng vẫn đu xà đơn đấy. Cái tâm lý mà ngày trước mà anh nằm liệt như vậy không nhạy được thì anh có hy vọng là bệnh của anh có điều trị khỏi không? Đấy, mình cái tâm lý của mình thì xác định là mổ đấy. Mổ thì bác sĩ bảo là 50-50. Dạ vâng. Chán lắm, lúc bị bệnh này chán lắm mà. Thì ông chú ông làm ở viện tỉnh đấy thì ông ấy bảo là chú khuyên mày đừng có mổ. Mổ là 50-50. Dạ. 50 là được, mà được thì nó chỉ được khoảng 5-15 là phải thay cái sụn khác. Dạ đúng rồi. Đấy, nên là tâm lý lúc đấy thì em bị bệnh thì chán lắm. Dạ. Nhưng mà sau quá trình uống thuốc đấy ở nhà thuốc thì mình thấy khỏi bệnh thì mình thấy an tâm. Dạ, vâng. Công tác làm việc khoảng độ 11 năm nay là không có vấn đề gì. Không vấn đề gì. Hiện tại chất anh còn teo là không? Không, chất bình thường. Còn tê là không? Không. Vâng, thì là mức độ là tốt rồi. Vì hôm qua thì em cũng biết tin là anh mách cho rất nhiều người dưới làng nhà mình lên. Và hôm qua là người nhà anh lên lấy thuốc thì có nói với em là anh mách lên là anh khỏi được 11 năm rồi. Thì hôm nay em đã cất công xuống tận nhà anh để phỏng vấn hình ảnh. Rồi rồi. Thì thay mặt nhà thuốc thì em không biết nói hơn. Em cảm ơn anh và chúc anh đại đình năm mới luôn anh khỏe nhé. Vâng, em chào mình anh. Cảm ơn nhà thuốc. Dạ vâng.